Chỉ 2 giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine có hiệu lực vào lúc 0 giờ 00 ngày 15 tháng 2 theo giờ Ukraine, đại diện quân sự của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, ông Eduard Barusin đã cáo buộc phía Kiev vi phạm thỏa thuận này. Sự việc diễn ra có phần đúng với những gì cộng đồng quốc tế đang lo ngại. Tại cuộc họp khẩn cấp sáng ngày 15 tháng 2, ông Basurin cho biết, vào lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương, quân đội Kiev đã nã đạn cối và đạn pháo vào các cứ điểm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Các cuộc tấn công đã buộc các tay súng đòi ly khai ở Donetsk buộc phải nổ súng đáp trả. Trong khi đó, quân đội chính phủ Ukraine lại cho rằng, bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, các cuộc giao tranh vẫn nổ ra khi lực lượng ly khai bao vây Debaltseve. Cuộc chiến đang thực sự rất căng thẳng vào lúc này. Debaltseve đang bị bao vây. Tất cả các đơn vị của chúng tôi đang cố gắng vượt qua Lokvinovo để đưa người dân ra khỏi vòng nguy hiểm. Mặc dù vậy, trên thực tế, các bước nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn đều đã được cả phe ly khai và quân chính phủ cùng triển khai thực hiện. Tại thành phố Donetsk, tiếng súng đã ngừng vào đêm qua. Nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện theo đúng kế hoạch, thì một vùng đệm giữa hai bên xung đột ở miền đông Ukraine sẽ được lập ra vào ngày mai 16 tháng 2. Cả hai bên sẽ phải rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến, tạo nên một khu vực an toàn rộng lớn.